hai đội bóng Anh và hai đội bóng Italia theo đuổi Ronaldo. Ronaldo đòi rời MU ở hè 2022 nhưng không thành công. Sau khi ở lại, cầu thủ sinh năm 1985 không được đá chính thường xuyên. Người đại diện siêu cỏ Jorge Mendes hiện vẫn đang nỗ lực đàm phán tìm bến đỗ mới cho thân chủ của mình. Football 365 cho hay đã có một số đội bóng liên hệ với Jorge Mendes, trong đó có hai đội bóng Anh và hai đội bóng Italy. Newcastle là một trong những đội bóng Anh theo đuổi Ronaldo. Với sự hậu thuẫn của các ông chủ người Ả Rập giàu có, Trích Trẻ đang muốn gây sốc với CR7. Cái tên còn lại ở nước Anh là Arsenal. Hai cái tên còn lại đến từ Serie A, đó là Napoli và Roma. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis ngưỡng mộ tài năng của Ronaldo và sẵn sàng chi tiền để đưa anh tới Napoli. Còn ở Roma, huấn luyện viên Mourinho muốn tái hợp với cậu học trò cũ đồng hương, trước họ từng làm việc với nhau tại Real Madrid. Đá 24 giờ, sống trên đường pitch.